Dạ, con xin phép hỏi câu tiếp theo ạ. Kính thưa bác, tại sao thuyết Phật xuất gia năm 25 tuổi, thầy thích chân tính chưa được nghe bao giờ? Vậy thuyết đó nằm ở đâu? Tại sao bác biết mà thầy thích chân tính lại chưa được biết ạ? Cái này dễ như con. <laughs> nằm trong giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Kêu ông ấy, mua đi. Thiếu về nên giờ nó bán thiếu về nhà sách đó mua cái này đọc hết, hết 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 mà nên nhớ là cái quyển này á của đức phật là bí mật truyền theo dòng tiền tông <laughs> chứ không phải là truyền theo công khai bí mật truyền theo dòng tiền tông tìm đến cái nhà sách nào mà thuộc về bán sách bí mật tiền tông mua có còn cái sách bán công khai ừ. hoàn toàn không có rồi có hỏi tiếp đi dạ cảm ơn bác